Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tại hội trường, qua số liệu về quyết toán năm 2022, các đại biểu đánh giá rất cao công tác điều hành của chính phủ, khi ba chỉ số rất quan trọng của năm 2022 đều đạt và vượt. Số tăng thu của năm 2022 rất cao, tạo ra nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường cao tốc, các tuyến đường liên vùng, những dự án trọng điểm quốc gia và địa phương. Bên cạnh đó, trong năm 2022, số thực chi thấp hơn dự toán, số bộ chi ngân sách cũng rất tiết kiệm, chi phí thấp hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, cũng có ý kiến của đại biểu cho rằng, việc sử dụng ngân sách nhà nước có nơi chưa hiệu quả còn lãng phí, nguồn lực bố trí cho nhiều nội dung không thực hiện được, trong khi nhu cầu đầu tư còn nhiều và phải vay và trả nợ lãi để bù đắp bộ chi ngân sách. Đại biểu cho rằng phải đánh giá toàn diện đầy đủ về bức tranh nợ xây dựng cơ bản hiện chưa có xu hướng giảm, lại xuất hiện mới. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, về chi chuyển nguồn lớn từ năm 2022 sang 2023 chủ yếu do các nguồn lực được chuyển theo quy định pháp luật, đặc biệt là nguồn tích lũy qua các năm để thực hiện cải cách tiền lương đóng vai trò lớn. Về nợ xây dựng cơ bản, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, số nợ ở Trung ương rất ít nhưng ở địa phương nhiều. Chủ đầu tư và các địa phương cần phải rà soát lại để thanh toán cho doanh nghiệp. Cũng tại phiên làm việc sáng, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi, báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi, thảo luận tại hội trường về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đoàn công tác của tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân làm trưởng đoàn tham dự sự kiện quảng bá tuyến du lịch hành lang kinh tế ven biển Campuchia-Việt Nam-Thái Lan năm 2024. Diễn ra tại Thái Lan. Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo một số tỉnh của Thái Lan và Campuchia, hơn 100 doanh nghiệp của ba nước Campuchia, Việt Nam và Thái Lan. Sự kiện quảng bá tuyến du lịch hành lang kinh tế ven biển Campuchia, Việt Nam, Thái Lan năm 2024 được tổ chức bởi tỉnh RAT, Hội đồng Công nghiệp Du lịch Thái Lan, Văn phòng xúc tiến hội nghị và triển lãm cùng các doanh nghiệp du lịch trong khu vực tỉnh RAT, Thái Lan. Sự kiện nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và kinh doanh trong khu vực, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và du khách khám phá tiềm năng của việc đi lại bằng đường biển giữa ba quốc gia Campuchia, Việt Nam, Thái Lan thông qua việc xây dựng mạng lưới, tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp và quảng bá tuyến đường du lịch trên biển quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại các điểm đến của tỉnh RAT Thái Lan, đồng thời còn có các hoạt động kết nối doanh nghiệp và hội nghị quốc tế hướng tới phát triển du lịch và du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, triển lãm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã giới thiệu tổng quan về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Cà Mau và nhấn mạnh sự tương đồng về các điều kiện tự nhiên, nét đặc trưng của từng tỉnh trên đường hành lang kinh tế ven biển của ba nước Campuchia, Việt Nam và Thái Lan để thu hút đầu tư, giao dịch thương mại, logistics và phát triển du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân đề xuất cụ thể các nội dung liên kết hợp tác giữa các tỉnh ba nước bằng các biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác, đồng thời nâng cấp mối quan hệ hợp tác này lên cấp cao nhất của các tỉnh với sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao và các bộ ngành trung ương của ba nước. Thời gian qua, Cà Mau đã ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, qua đó từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển thị trấn Sông Đốc trở thành trung tâm kinh tế biển. Cầu sông Ông Đốc tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời được xem là công trình giao thông trọng điểm nối bờ Nam và bờ Bắc cửa biển sông Ông Đốc, tạo không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho thị trấn Sông Đốc nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung. Thật sự từ khi có cầu bây giờ, người dân đi lại rất là thuận tiện. Cái niềm mong mỏi này chờ đợi đã lâu lắm rồi, nay trở thành hiện thực. Là người dân ở Sông Đốc, chúng tôi rất là biết ơn các cấp đã quan tâm đến đời sống. Từ khi có cầu bây giờ là kinh tế xã hội văn hóa đều phát triển.
Sông Đốc là một trong những cửa biển nhộn nhịp bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long, là đô thị nằm trên trục hành lang kinh tế đô thị ven biển Tây, là vị trí cửa ngõ hành lang giao thông thủy quốc gia thông với biển Tây. Tuy nhiên, những năm qua, kinh tế xã hội thị trấn Sông Đốc phát triển chưa như kỳ vọng, chưa xứng với tiềm năng thế mạnh sẵn có. Cửa Sông Đốc mình nếu mà là cái cầu này có xong rồi làm được cái cảng nữa thì Sông Đốc này phát triển rất là nhanh luôn. Xe công nó xuống được thì vận chuyển nó giảm chi phí, thì dân làm hiệu quả hơn. Vấn đề phát triển kinh tế thì đi liền cái vấn đề mà xây dựng hạ tầng của cơ sở. Tuy nhiên hiện nay thì Sông Đốc thì chỉ là một thị trấn thôi, cho nên vấn đề đầu tư vẫn còn rất là hạn chế. Cho nên cũng mong rằng thời gian tới thì Sông Đốc trở thành đô thị loại 3 thì sẽ được các cái nguồn kinh phí ở trên đầu tư nhiều về đây để chỉnh trang đô thị cũng như là phát triển kinh tế cho địa phương. Thị trấn Sông Đốc xác định thế mạnh là khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá. Số lượng tàu đánh bắt và thu mua trên 2.000 chiếc, chiếm hơn một nửa số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc khai thác đánh bắt của ngư dân trong những năm qua gặp rất nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, trong khi giá nguyên liệu sau khai thác không ổn định, rào cản thương mại do Việt Nam chưa tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. EU đó thì rất là tốt, nói chung là mình đầy đủ hết trơn, không có thiếu gì. Khi mình đi ra thì thủ tục giấy tờ đăng ký, cái đăng kiểm bằng lái rồi cái giám sát hành trình này kia nọ là mình không có vi phạm ở vùng ngoài, là mình không có vi phạm đất nước bạn, mình chỉ làm trong cái khu vực mà nhà nước cho phép thôi. Thấy rằng cái việc này không phải là thực hiện trong một cái thời gian nhất định mà nó mang cái tính bền vững lâu dài để cho bà con ngư dân, chủ phương tiện và nhân dân khai thác đánh bắt thủy sản về nghề cá đó nhận thức đầy đủ về chủ trương pháp luật của nhà nước để thực hiện tốt trong việc khai thác đánh bắt thủy sản, đảm bảo cái vùng biển của mình không vi phạm vùng biển nước ngoài, để đảm bảo về chất lượng sản phẩm khai thác của mình, để thể hiện cái sự uy tín của trên thế giới về lĩnh vực thủy sản của Việt Nam, kể cả của Cà Mau mình, trong đó có thị trấn Sông Đốc. Với hướng đi chiến lược, cùng nỗ lực phấn đấu không ngừng, vững tin trong tương lai, huyện Trần Văn Thời mà điểm sáng là thị trấn Sông Đốc sẽ vươn lên, trở thành vùng kinh tế năng động, phát triển mạnh mẽ và toàn diện ở phía bờ biển Tây tỉnh Cà Mau. Chậm nhất ngày 15 tháng 6 tới phải kết nối hóa đơn điện tử với cơ quan thuế trong hoạt động mua bán vàng. Đây là yêu cầu của chính phủ trong nghị quyết 82 ngày 5 tháng 6 năm 2024. Chính phủ giao Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện nghiêm quy định kết nối hóa đơn điện tử với cơ quan thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời xử lý triệt để các hành vi vi phạm, rút thu hồi giấy phép kinh doanh nếu không thực hiện kết nối hóa đơn điện tử với cơ quan thuế trước ngày 15 tháng 6. Chính phủ cũng yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Hiện tại, tôm nguyên liệu, nhất là tôm thẻ chân trắng, giảm giá sâu, trong khi giá các mặt hàng vật tư, thuốc thú y, thủy sản tăng, nên người nuôi tôm không có lãi, thậm chí bị thua lỗ. Ông Trịnh Minh Kỳ có trên 8 hecta nuôi tôm. Mười mấy năm nuôi tôm, ông đã trải qua nhiều thăng trầm với nghề. Trong đó, vấn đề giá tôm nguyên liệu mỗi khi thu hoạch luôn là nỗi lo lớn. Vụ vừa rồi, ông Kỳ thu hoạch được 5 tấn tôm, kích cỡ đạt 100 con một ký, giá bán khoảng 90.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận chỉ khoảng 150 triệu đồng. Cái môi trường tốt thì nuôi á, mà nếu mà đã đạt hiệu quả về tôm á, như có nhầm chỗ ta nuôi được 20 mấy con thì cái đó là nó cũng có lợi nhuận tốt. Còn như cái môi trường mà xấu mà giá cả thức ăn này thì bà con nuôi đa số thì nó phải lỗ nhiều, còn cái lời nó có ít. Cấp trên cũng quan hệ ngoại giao các nước để là các cái nhà doanh nghiệp lớn để bình ổn cái giá đầu vào của thức ăn, thuốc men hay là cái giá điện nó hạ xuống thì cái người nông dân nuôi tôm siêu thâm canh này nó chi phí thì nó có hiệu quả đỡ hơn. Chứ như thời điểm này cái giá tôm này thì bà con nuôi đa số thì nó bị lỗ.
Theo nhiều hộ nuôi tôm tại huyện Đầm Dơi, nếu giá tôm không được cải thiện, nguy cơ treo ao là điều có thể xảy ra. Chỉ có được cái con tôm mà hàng hai là dưới là phải dưới hàng ba, dưới hàng hai thì nói chung thì cũng đỡ, cũng giá cũng được. Còn nếu mà nuôi là nó phục là hàng bốn rồi, là hàng bốn mấy hàng năm thì nói chung là thua nặng á. Nguyên nhân khiến giá tôm nguyên liệu liên tục giảm là do sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu bị tồn kho. Đối với các hộ nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh thì chúng ta là cần phải là giảm tối đa cái chi phí đầu vào. Ngay cả những cái là thiết bị chúng ta cũng cần phải là chuyển sang cái thiết bị là xài là ít tốn kém về cái năng lượng tiền điện, cũng như cái con giống chúng ta cũng phải chọn cái giống chất lượng, và chúng ta là chuyển biến là nuôi về cái là size, gọi là cái size trung bình cỡ, tức là khoảng 80 tới 100 con thì chúng ta sẽ tiến hành thu, thì lúc này nó sẽ có cái giá cả nó tốt hơn. Cái thứ ba nữa là trong quá trình mà chuyển biến cái mô hình nuôi như thế thì chúng ta cũng cần phải là nắm bắt cái thị trường vào thời điểm nào thì nó có sẽ cái thu hoạch cái giá cả nó tốt hơn, thì chúng ta cũng nên là đón cái vụ nuôi. Thì đây là một trong những cái hướng để chúng ta có thể là chuyển biến cái tình thế để có thể là tăng được cái khả năng thu nhập cho bà con. Theo dự báo của các chuyên gia, giá tôm nguyên liệu sẽ tiếp tục gặp khó trong thời gian tới và chỉ có khả năng phục hồi trở lại vào cận Tết Nguyên đán năm 2025. Tại thị trấn Sông Đốc, hôm qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời tổ chức meeting hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học. Lễ meeting tuyên truyền thông điệp kêu gọi các sở, ban ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay thực hiện các giải pháp để phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường đất nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường một cách thiết thực, có ý nghĩa. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, chung tay bảo vệ đại dương, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tham gia trồng rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, hạn chế biến đổi khí hậu. Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền trên các trục lộ chính ở thị trấn Sông Đốc, phát quang lộ giao thông và xử lý các điểm đen về rác thải, cấp phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại các hộ dân trên địa bàn thị trấn. Chiều nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau và bàn giao sản phẩm các dự án. Theo đó, có 58 danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tập trung ở những đoạn sông, kênh, rạch chảy qua các khu vực đang bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao, khu vực nguồn nước chảy qua địa bàn thành phố Cà Mau và thị trấn của các huyện. Các nguồn nước là kênh trục thủy lợi thuộc quy hoạch phục vụ cấp nước theo dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 và định hướng đến năm 2030, kế hoạch cấm mốc hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi. Việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước nhằm bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước, phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước, bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động thực vật tự nhiên ven nguồn nước, bảo vệ bảo tồn các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, giá trị văn hóa, đa dạng sinh học và phát triển du lịch liên quan đến nguồn nước. Dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng công bố danh mục 199 giếng khoan không sử dụng phải trám lấp và bàn giao sản phẩm danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ cho các huyện và thành phố Cà Mau. Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Căn lần thứ tư năm 2024 diễn ra vào chiều hôm qua. 56 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Căn tham dự hội nghị. Huyện Nam Căn có 8 dân tộc Qua, Khmer, Mường, Nùng, Tày, Thái, Chăm, Sáng Chí cùng sinh sống đan xen. 5 năm qua, việc đầu tư phát triển kinh tế văn hóa xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được thực hiện hiệu quả. Huyện đã thực hiện 4 điểm định canh định cư xen ghép, hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề và nước sinh hoạt cho hơn 110 hộ thụ hưởng với tổng số tiền 2 tỷ 522 triệu đồng. Xây dựng 6 căn nhà cho đồng bào dân tộc với số tiền hơn 260 triệu đồng, xây dựng 5 công trình lộ giao thông nông thôn với số tiền 1 tỷ 290 triệu đồng. Hội nghị thống nhất chọn 8 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau lần thứ tư năm 2024. Dịp này, Ban dân tộc tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân huyện Nam Căn đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân vì có thành tích tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.
Chiều nay, Giám đốc Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam Bùi Văn Toàn và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh chủ trì cuộc họp Ban Quản lý Dự án thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật Direct Cà Mau. Dự án Direct được triển khai tại tỉnh Cà Mau trong thời gian 18 tháng từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Khi triển khai dự án Direct, sẽ có khoảng 720 người khuyết tật tại Cà Mau được trợ giúp trực tiếp thông qua các hình thức hỗ trợ như trẻ khuyết tật được phát hiện sớm và can thiệp sớm, người lớn khuyết tật được hỗ trợ phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà, dụng cụ trợ giúp phát triển sinh kế, xây dựng hoặc sửa chữa nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, 272 nhân viên y tế các cấp, ngành, xã hội, cộng tác viên cộng đồng, người chăm sóc người khuyết tật được đào tạo tập huấn các kiến thức liên quan. Ngoài ra, hai bệnh viện, 4 trung tâm y tế huyện, trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh là các đơn vị sẽ được hỗ trợ trang thiết bị cơ bản, đào tạo nhân lực chuyên môn. Xã Hàng Vịnh, huyện Nam Căn là xã nông thôn mới và là đô thị loại 5 của tỉnh. Xã Hàng Vịnh đang hướng đến mục tiêu xóa trắng hộ nghèo trong năm nay. Để thực hiện đạt mục tiêu này, chính quyền đoàn thể xã tạo mọi điều kiện để hộ nghèo cận nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xã hội hóa để người nghèo được an cư. Qua rà soát, đến nay trên địa bàn xã Hàng Vịnh còn 6 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo, trong đó có 3 ấp gồm ấp Tư, xóm Lớn Ngoài và xóm Lớn Trong đã xóa trắng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chúng tôi đi đến từng đối tượng và tìm hiểu những nhu cầu, cái mong muốn của người nghèo. Họ cần gì, họ muốn gì để giảm nghèo thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ. Thì trong khoảng thời gian qua thì đa phần các hộ nghèo trên địa bàn xã thì không có đất sản xuất. Đa phần là đi làm thuê làm mướn hàng ngày. Cho nên cái nhu cầu mong muốn của họ là được hỗ trợ cái căn nhà để an cư thì mới lạc nghiệp. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng tranh thủ vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ nhà, giảm nghèo cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Tham gia thực hiện công tác giảm nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hàng Vịnh đã đẩy mạnh triển khai các mô hình kinh tế có hiệu quả đến từng hội viên phụ nữ các ấp, tạo điều kiện cho chị em tiếp cận với các nguồn vốn như vốn tiết kiệm tín dụng, vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để chị em hội viên kinh doanh buôn bán. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn, nhiều gia đình phụ nữ đã thoát nghèo. Phát triển cái nghề này nó nằm ngay nhờ hỗ trợ Ngân hàng Chính sách, hỗ trợ cho dây nguồn vốn giải quyết việc làm, cho nên đời sống bây giờ tương đối ổn định, có hơi khấm khá nới nang hơn. Qua đó góp phần số được đói giảm được nghèo. Trong thời gian qua để chị em hội viên phụ nữ thoát nghèo thì hội phụ nữ cũng đã triển khai nhiều mô hình, nhiều tổ mai gia công, tổ làm bánh phồng tôm, qua đó cũng giúp các chị em nhàn rỗi có công ăn việc làm ổn định, góp phần cho công tác xóa đói giảm nghèo của xã. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tiến tới xóa trắng hộ nghèo trong năm 2024 này, về nguồn lực, Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo xã Hàng Vịnh đẩy mạnh vận động các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ các hộ nghèo. Song song đó, quản lý tốt, phát huy hiệu quả các nguồn đầu tư cho các dự án giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng. Cùng với các cơ sở sản xuất bánh phồng tôm trên địa bàn, giải quyết việc làm để các hộ nghèo cải thiện thu nhập, có điều kiện thoát nghèo. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng năm 2024. Tham gia hội thao có gần 400 vận động viên là cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ ở các cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố Cà Mau. Theo đó, phần thi của bộ đội thường trực gồm các nội dung chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, vượt vật cản. Trong phần thi chiến sĩ khỏe gồm có chạy 100m, nhảy xa, co tay xà đơn và chạy vũ trang 3.000m. Đối với dân quân tự vệ sẽ tham gia thi đấu các nội dung 3 môn thể thao quân sự phối hợp nam nữ, bơi vũ trang nam nữ, võ chiến đấu nam nữ. Trong 3 môn quân sự phối hợp có bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng hướng, chạy vũ trang 3.000m đối với nam và 1.500m đối với nữ. Thông qua hội thao nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị, qua đó nhằm tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, tập trung luyện tập nâng cao để tham gia hội thao thể dục thể thao quốc phòng quân khu vào thời gian tới.
Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.